Nếu tròn này cần có hai ngọn, ngọn m, ngọn m, ngọn l, m, l nhá. Đó. Các bác nhìn thấy cong chưa? Đó. Rất tốt để các bác vẩy lua nhá. Như vậy này. Ok, Câu Cá Đu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Đu. Đó. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2019 rồi các bác ạ. Hôm qua là tròn 1 năm mình giới thiệu cái sản phẩm cần câu lua cá lóc bộ số 15 giá 550.000 này. Đó, hôm nay là ngày 9 rồi. Nói chung là tròn kỷ niệm 1 năm những cái sản phẩm này được bán ra thị trường. Thì không biết một năm qua thì các bác câu kẹo, các bác có câu được nhiều cá không? Hay là các bác có những cái chuyến đi dài ngày hay là những chuyến đi câu xa để có những lưu giữ kỷ niệm được không? Thì trong một năm qua thì Câu Cá cũng có rất nhiều kỷ niệm với bộ cần này cũng như là với các bác mua cần của Câu Cá Đu. Nhiều bác đã gửi hình ảnh cho mình, những chia sẻ những cái video, những cái hình ảnh câu được con cá gửi lại cho mình là rất vui nhá. Thật sự là Câu Cá rất vui mừng khi mà thấy được các bác đã lên được cá. Nhiều bác vừa nhận hàng xong chiều đến đã gửi ảnh cho mình rồi, thì thật sự là rất vui luôn. Nhất là cần câu mang lại cái may mắn này. Đầu tiên thì nói chung là cái may mắn vì các bác vừa nhận mà các bác đi câu đã được cá rồi thì rất vui mừng cho Câu Cá Đu luôn. Đó. Thì một năm vừa rồi thì cái dòng sản phẩm này, cái video của nó cũng đạt được 270 mấy nghìn nhìn view rồi, với cả rất nhiều các bác quan tâm đến comment ở dưới video, cũng nên là cái video sản phẩm này bán rất chạy ở cái bên Câu Cá Đu nhá. Cái đợt đấy thì tháng 8 mình có khuyến mại cho các bác là cái kìm, khuyến mại cho các bác cái kìm này với cái cá. Thì dạo gần đây thì mình chỉ khuyến mại trong tháng 8 thôi mà, đúng không? Nên là rất nhiều các bác đã yêu cầu có sản phẩm này và cũng mua thêm. Sản phẩm này có 30.000 thôi. Nhưng mà bây giờ thì bên mình trong tháng 8 này, trở lại trong tháng 8 2019 này nhá, thì bên mình sẽ lại tặng cho các bác một cái kìm này nữa khi mua bộ sản phẩm này. Đó. Giá trị nó không lớn đâu, nhưng mà nó là cái quà tặng của Câu Cá Đu. Đó. Còn trong chương trình mà không có thì bên mình không tặng đâu nhá. Nhiều bác cũng bảo là bảo tặng nhưng mà thực sự bên mình không tặng được, thì sản phẩm này, bộ này mình bán là quá rẻ rồi. Là rẻ nhất có thể rồi, gọi là vừa bán tặng loại ra sao nhỉ, gọi là bán không lợi nhuận để gọi là hút khách hàng nếu mà ý là để cho bác biết đến Câu Cá Đu, thứ nhất là bán hàng để cho bác biết đến Câu Cá Đu. Nếu sản phẩm thấy chất lượng thì các bác có thể giới thiệu cho người khác hoặc là có thể là mua lại sản phẩm đấy. Thì bên mình sẽ có những chính sách đó để tăng doanh thu cho bên Câu Cá Đu đấy các bác, chứ không là cái bộ sản phẩm này ít nhất là không có lãi, nên là các bác bảo là mình gọi là cho thêm cái này thì không có, thì cái bộ này thì mình sẽ vẫn tặng cho các bác một cái kìm này thôi. À, để trong tháng 8 này nhá, để các bác có thể cắt kéo các thứ. Và trong tháng 8 bên mình vẫn có tặng cho các bác cái tay quay này nhá. Tặng tay quay, chỉ cần các bác chụp ảnh cái tay quay gãy với hình ảnh của mình. À, với hình ảnh của mình gửi qua Zalo, gửi qua Facebook nhá. Gửi qua Facebook thì mình mới kiểm tra được cái tay quay đấy có phải gãy của các bác không. Thì bên mình sẽ tặng miễn phí cho các bác cái này nhá. Nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là nhiều cái các bác cần thiết, đúng không? Nên mình sẽ tặng cho các bác cái này. Nó còn mấy chục cái thôi. Thì các bác nào hãy chụp ảnh cần gãy, chụp ảnh tay quay gãy với hình ảnh của mình thì bên mình sẽ gửi cho các bác nhá. Thì các bác chịu phải chuyển chuyển nhá. À, tặng miễn phí nhá. Còn bộ sản phẩm này thì giá vẫn không đổi nha các bác. Một năm qua giá vẫn không đổi. Là 1m8 là 550.000, 2m1 sẽ là 600.000 và 2m4 sẽ là 650.000 một bộ. Phí vận chuyển là 30.000 đi nội tỉnh, còn nội tỉnh Hà Nội, còn 40.000 đi các tỉnh ngoại tỉnh nhá. Thì một bộ sản phẩm này bên mình sẽ đóng gói vào cái ống nhựa để gửi đi cho các bác nhé.
gửi đi ống nhựa nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và thứ hai là các bác nhận hàng, các bác kiểm tra kỹ hàng giúp mình, kiểm tra xem đầy đủ phụ kiện không, hoặc là cũng như là cần có bị làm sao không. À, kiểm tra lúc bưu tá giao cho các bác ấy, để bên nếu có vấn đề gì thì lúc đó các bác hãy gọi điện cho mình hoặc bưu tá sẽ gọi điện cho mình để xác nhận cho nó dễ dàng, không các bác nhận về mà các bác không kiểm tra rất là thiệt cho các bác. Nếu có bị hỏng riếc gì thì bên mình vẫn có chính sách đổi trả thôi, nhưng mà việc đổi trả nó lằng nhằng đúng không ạ, các bác không ai muốn mà nhận cần câu mà về lại phải đi đổi đúng không, nên các bác hãy kiểm tra trực tiếp lúc bưu tá giao nhé. Bên mình cũng không muốn là các bác mà nhận hàng về mà báo hàng cần gãy cần riếc đâu, bên mình cũng đổi trả thôi, nhưng các bác sẽ phải gửi lại cái cần đấy cho mình sẽ gửi cho bác cái cần mới, nhưng mà sẽ nó lằng nhằng mất thời gian đúng không ạ. Bên mình vẫn có chính sách đổi mới nhé, nên là các bác cứ yên tâm. Đó là, nói chung là vài cái tâm sự của cô gái đu về cái này. Thì cái bộ sản phẩm này ấy vẫn vậy nhá, thì các bác nào có mua thì có thể liên hệ với câu cá đu qua số điện thoại này nhá. Thì chuẩn bị cũng kênh câu cá đu cũng sắp đạt được 40.000 người đăng ký rồi. Cảm ơn gần 40.000 các bác đã đăng ký ủng hộ cho kênh câu cá đu nhá. Ok, cảm ơn các bác. Thì 40.000 chắc là mình cũng sẽ làm một cái gì đó nhỏ để tri ân mọi người nhé các bác. Thì trong sản phẩm này thì các bác có thể sản phẩm này thì chưa có như cái này, một bộ cần câu lua ấy, thì có thêm những cái phụ kiện như này nữa. Nếu các bác là muốn lấy thêm phụ kiện này thì là một trăm nghìn một cái này nhé, 100.000 nhé các bác nhé. Các bác là muốn lấy hoặc có thể có rổ cái túi đựng cá này, có loại 35, 40, 45, 40, 50, 60, 60cm. Đó, túi này các bác có thể đựng cá, đựng nước ở trong này nhá. Đó, cá trong này. Thì đây là phụ kiện thêm. Đó, cái này có loại 35 này là hình như là 120.000 đấy các bác. Túi là 120.000, 35. To hơn thì sẽ to hơn, to tiền hơn nhá. Thì các bác nào mua thì có thể liên hệ với câu cá đu nhá. Vào đây, dọ đặt riêng được. Đó. Thì ngoài cái sản phẩm có, ngoài cái sản phẩm có sẵn của cái bộ sản phẩm này là một cuộn dây này, ba con mồi này. Đó, ba con mồi, một cuộn dây, ba con mồi với kìm, với gớ cá, với khóa linh. Đó. Có sẵn rồi. Có sẵn rồi nha các bác. Bộ này có sẵn như này rồi. Thì nếu mà các bác muốn lấy thêm ấy thì bên mình có loại mấy con nhái này này. Nhái này. Đó. Giá là 100.000 một con đấy các bác. Đó. Lấy thêm là 100.000 một con. Nếu các bác muốn đổi ba con này, lấy một con này cũng được. Đó. Ba con này lấy một con này cũng được. Thì con này thực sự là rất chất lượng đấy các bác. Đây, mình sẽ quay gần cho các bác xem. Ra này. Có con hai lưỡi nhá. Đó, con như này. Đó, mình sẽ đó. Con này mình vừa đó. Các bác mình tháo ra này. Chốt linh này. Bên trong này được quấn thêm một vòng dây kim loại này, dây đồng này. Đó, cũng như là để một lớp cao su để giữ chắc này. Rất nhọn nhá. Này rất chắc chắn nhá. Đó, thìa này, thìa rất sáng có bóng. Đó, nó được làm một cái này chắc hơn này. Cái này thì rất co giãn này. Cái ấy của nó này, có hỏng này. Đó, mình sẽ cao thử cho các bác xem. À, cao su rất chắc, dẻo dai. À, rất dày luôn. Nó có độ 3D nhá. Cái này 3D lồi là kiểu nhựa lồi lên chứ không phải là người ta tạo hình lồi, mà nhựa, ý là người ta đóng mặt bên trong này sẽ là kín luôn, sẽ là mềm, là thẳng luôn. Cái này nó là lồi lên là kiểu chúng ta đắp một miếng nhựa lên đây chứ không phải là người thường thường là những con khác là người ta tạo hình để cho nó lồi lên, nhưng mà đây là nó kiểu nó đắp thêm một cái nên là cái đầu này rất cứng và nó rất bền nhá các bác. Đầu này rất to, cứng, rất bền. À, các bác có nhìn thấy dẻo dai không? Nên đâu hỏng. À, nên là ba con đổi được một con. Nên là cái sản phẩm này rất chất lượng nhá. Đó. Sản phẩm này thì đây có một con nhái giống như vậy có rồi nhá, nhưng mà chất lượng nó sẽ không được bằng những con ở ngoài này thôi, chất lượng nó sẽ kém hơn một chút vì nó là hàng kiểu gia công bằng máy, gia công hàng loạt, nhân công rẻ nên một cái này có chì nhá.
Đó, nên là nó sẽ rẻ hơn là cái làm bằng tay này nhá. Làm bằng tay. Cái này thì bên mình có một bán lẻ cái loại này ra là 100.000 một con. Nhưng mà combo này 3 con là 270.000. Đó. Ok nhé, cái loại này thì có 50.000 một con thôi. Này thì kém hơn một chút. Đó, thì bác nào muốn lấy thêm thì bảo mình thay thế cho. Nhá, còn một bộ nó sẽ là tặng 3 con đi kèm này. 3 con. Mồi lửng, mồi nổi, mồi chì. Cuộn dây kìm với cơ cá. Thì để mình giới thiệu thêm về cái sản phẩm này cho những bác nào chưa biết cái sản phẩm cần câu bộ số 15 này nhá. Bộ số 15 này là cần câu máy thì mày là máy Niven. Máy Niven. Đó, máy 12 cộng 1 bậc đạn nhá. Máy 12 cộng 1 bậc đạn. Đó, nên là rất rất quay, rất trơn tru và chắc chắn. Máy này thì có vòng quay là 5.5/1 này. Các bác nhìn thấy 5.5/1 này. Thì vòng quay thì câu lua là quá phù hợp rồi. Đó, chứa dây thì dây .0.4 quấn được 110 mét này. Đó. Đây là size dây lớn nhất. Đó thì cái máy này máy này vẫn rất phù hợp với câu lua nha các bác. Thông số này rất trơn tru này. Máy bằng kim loại nhá. Cần thì dẻo dai rồi. Cần thì khá dẻo dai rồi. Cần này cần fishing cat. Đó. Cần fishing cat này. Đó. Mình uốn cong à. Các bác có thể nhìn thấy này. Nhìn không? Đó. Mình uốn tròn này. Cần có hai ngọn, ngọn mờ mà. Ngọn mờ bọn là ML nhá. Đó. Các bác nhìn thấy cong chưa? Đó. Rất tốt để các bác bẫy lua nhá. Như vậy này. Có hai ngọn. Có hai ngọn ML này. Đó. Đó, thông tin thêm cho các bác nào mới chơi hay là các bác nào mới quay sang thể loại câu lua này. Thì đây là một bộ cần câu rất phù hợp cho các bác mới chơi cũng như là các bác đánh lua mồi giả. Đây là một bộ nhé. Đó, thông số của máy thì sẽ đọc qua cho các bác. Cái máy 3.000 này nhá. Chỉ máy 3.000 này thì 12 bậc đạn này, thì lại vòng quay là 5.1 này. Đó, thì chứa dây dây 0.3 thì quấn 140 mét này. Các bác nhìn thấy 0.3 cuốn được 140 mét này. Đó. Thì một bộ sản phẩm nó đầy đủ như vậy. Thì các bác muốn lấy thêm mồi giả hay là kẹp cá hay là giỏ đựng cá thì có thể liên hệ với câu cá Edu nhé. Đó. Thì cảm ơn. Thứ nhất là thứ hai cảm ơn 40.000, gần 40.000 người đăng ký kênh câu cá Edu. Thì sắp tới đạt được 40.000 thì trong mình nghĩ là trong giờ nó hơn 39.000 rồi, thì khoảng tầm 3 đến 4 hôm nữa là đạt 40.000 thôi. Thì bác luôn ủng hộ cho có thể sớm hơn nhé. Các bác hãy đăng ký luôn thì nó sẽ sớm hơn, thì bên mình sẽ tổ chức một cái gì đó mình cũng chưa nghĩ ra đâu. Thật sự hôm nay làm video này cũng chưa nghĩ ra. Là các bác hãy comment nhé, comment đạt 40.000 thì các bác muốn câu cá Edu khuyến mại cái gì, hay là muốn tạo cái event, hay là muốn cái gì, thì các bác có thể gợi ý cho mình ở dưới phần comment của cái video này nhá. Gợi ý cho mình nhá. Ok nhá. Thì đó, thì video trong tháng 8 này mình muốn nhắc lại cái bộ sản phẩm này cho một năm thì bên mình lại tặng cho bác cái kìm đi cơ cá đó, để trên các bác nhá, thì vẫn tặng cho các bác nhá. Thì đó, các bạn là muốn mua hàng thì có thể liên hệ với câu cá Edu qua số điện thoại là 0914726862, hoặc là cũng vào Facebook là câu cá Edu VN. Đó, Facebook là câu cá Edu, các bác gõ ra chắc tìm thấy đấy. Đó, thì các bác có thể ấn vào đường link ở dưới để vào trang những trang này, thì hãy liên hệ trực tiếp với câu cá Edu nhé. Thì các bác bên mình vẫn tặng cho các bác cái tay quay này nhé, mình tặng cho các bác cái tay quay này. Thì bác nào có tay quay bị gãy thì có thể chụp ảnh gửi cho mình qua Facebook nhé. Cái này mình chỉ chấp nhận qua Facebook nhé, Facebook là câu cá Edu nhé. Mình sẽ tặng cho các bác. Ok nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Cảm ơn. Bye bye.